Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa đội Thua Thì Thôi là diễn viên người mẫu Thành Được, Thúy Diễm, Giang Thanh, Phi Phi. Phương châm hôm nay của họ là chơi hết mình, thua thì thôi. Thưa quý vị, ở phía chiến tuyến bên kia là đội Thắng Thì Thích, gồm diễn viên Tuyết Mai, Quốc Thịnh, Minh Ngọc, Thanh Tuấn. Sở thích hôm nay của họ là chiến thắng, quyết thắng. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và hôm nay trong chương trình này, chúng ta chuẩn bị theo dõi một cuộc thi đấu hứa hẹn nhiều sôi nổi và thú vị giữa hai đội Thua Thì Thôi và Thắng Thì Thích. Không biết một trong hai đội có đội nào sẽ giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình hay không, nhưng chúng ta sẽ dành ít phút để nghe hai đội thể hiện quyết tâm mình như thế nào trước 4 vòng thi đấu. Chào đội Thắng Thích, có ai thắng không thích không bạn? Mời bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Xin chào anh Tạ Minh Tâm, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, là đội trưởng của đội Thắng Thì Thích, và đứng bên cạnh tôi là bạn Thanh Tuấn, kế bên bạn Thanh Tuấn là bạn Minh Ngọc, và cuối cùng là bạn Quốc Thịnh. Và phương châm của đội chúng tôi thì đúng như là tên của đội vậy, đó là thắng thì thích, thắng thì vui, thắng thì sướng. Và hầu như tất cả những niềm hạnh phúc nhất đều dồn cho đội hết. Và quyết tâm của đội chúng ta là thắng thì thích. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thắng. Và chúng ta xem đội Thua Thì Thôi giới thiệu như thế nào đây. Tên này nghe bi quan quá. Mời đội Thua Thì Thôi. Chào các bạn. Chào anh. Tôi biết là các bạn đến đây để vui là chính, phải không? Thế cho nên là thua thì thôi, đâu có sao đâu. Mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Đội Thua Thì Thôi xin chào anh Tạ Minh Tâm, chào quý vị khán giả của chương trình Chung Sức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đội Thua Thì Thôi đến đây gồm 4 thành viên. Thứ nhất tôi là đội trưởng, kế bên là Thúy Diễm, kế bên Thúy Diễm là Giang Thanh, và người cuối cùng là Phi Phi. Đội chúng tôi hôm nay đến đây với mục đích vui là chính. Còn sau đó khi ra về thì hy vọng là giành được một phần thưởng đủ để liên quan. Hy vọng là đội thua nhưng mà không thua. Còn nếu thua thì sao các bạn? Thua thì thôi. Theo em là đội thắng thì thích hay đội thua thì thôi, đủ đủ sẽ giành quyền kiểm soát bảng điểm. Rồi thua thì thôi mà dỗ mạnh quá thì bên kia sợ. Các bạn quyết tâm như thế là rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ không để cho khán giả chờ lâu hơn nữa. Vòng 1 sẽ bắt đầu ngay sau đây. Mời hai đội trưởng bước lên. Bắt tay vào hai đội. Có hai câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người và có 8 đáp án đặt trên bảng. 8 đáp án này là 8 câu trả lời của một số người. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người trả lời cả đáp án đó. Các bạn cần phải biết điều này trước khi thi đấu nhé. Giá trị của mỗi điểm thưởng là 10.000 đồng. Cố gắng ghi điểm nào hai bạn. Hai bạn thấy loại trái cây nào chưa từng được làm mức? Thưa anh, đó là dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu có 6 người trả lời giống như bạn. Tuyết Mai. Theo em là vú sữa. Vú sữa chưa từng được làm mất. Vú sữa 7 điểm.
về hôn sao điệu.